21 nhà gọi là đề tốt nghiệp thôi, nhưng đề khá là khó, định hướng là 8 câu cuối thì khá nhiều bạn không làm được, trong khi đó là các bạn lại còn rơi rụng rất nhiều ở những cái câu dễ nữa. Chúng ta cùng chữa bài nhá. Chúng ta cùng comment đáp án xuống phía dưới nhé. Đây là mã đề thi 206 ạ. Câu số 41 ạ. Câu số 41, sắt là sắt 3 hydroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt 3 hydroxit là sắt 3 hydroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức sắt 3 hydroxit rất dễ. Đáp án đúng đáp án B. Đúng không? Cái câu này mà không làm được thì chịu. Câu 42 ạ. Chất thải hữu cơ chứa protein khi bị phân hủy thì thường là cái protein này khiến cho rất nhiều đứa tô nhầm thành nitơ nhá. Đọc kỹ này, khi bị phân hủy thì thường sinh ra khí có mùi trứng thối đấy, cái mùi trứng thối thì nitơ không phải mùi trứng thối, CO2 không phải mùi trứng thối, oxy không phải mùi trứng thối, và mùi trứng thối ở đây của chúng ta chỉ có gì thôi ạ, H2S mới là mùi trứng thối, cả nhà lưu ý nha. Câu 43, natri hydrocarbonate được là chất được dùng làm bột nở chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit, vậy công thức của natri hydrocarbonate là C, NaHCO3. Câu 44 ạ. Cặp chất nào sau đây tạo nên tính cứng tạm thời của nước? Tạo nên tính cứng tạm thời của nước, chúng ta lưu ý nha. Tính cứng tạm thời thì nó được tạo bởi từ gì ạ? Canxi 2 cộng, magie 2 cộng và các anion gốc axit như là HCO3 trừ. Vậy anh này gây nên tính cứng tạm thời của nước. Đáp án đúng đáp án A. Câu 45 ạ. Chất nào sau đây là dipeptide, rất là dễ thôi. Dipeptide thì được cấu tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 46, chất nào sau đây là muối axit? Cái này là phần chương trình lớp 11 ạ. Muối axit là gì ạ? NaH2PO4. Muối axit là muối mà cái gốc axit nó vẫn còn hydro và chưa bị. Được chưa? Câu 47, mà có thể phân ly. Câu 47, ở nhiệt độ cao thì CO khử được oxit nào sau đây? Thì ở nhiệt độ cao ấy, thì CO khử được các oxit của kim loại đứng đằng sau nhôm. Vậy đáp án đúng là đáp án D, CuO. Câu 48, chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide thì cái thằng thuộc loại monosaccharide là thằng glucose, đúng không ạ? Thằng tinh bột là thằng polysaccharide, thằng saccharose là thằng disaccharide, thằng glycerol là thằng thằng gì ạ? Thằng glycerol chẳng là thằng saccharide nào cả. Câu 49 ạ. Câu 49, dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ? Thì mình có dung dịch làm quỳ tím, glycine có một nhóm CH một nhóm NH2 không làm quỳ chuyển màu, valine một nhóm CH một nhóm NH2 không làm quỳ chuyển màu, alanine một nhóm CH một nhóm NH2 không làm quỳ chuyển màu. Vậy làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ở đây là etinamin nhá. Etinamin thì làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Câu 50 ạ. Số nguyên tử hydro có trong phân tử axit stearic C17H35 COH, đúng không? Đây là axit stearic, vậy nó là 35 cộng 1 thì bằng 36. 36 thì đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò 36. Câu 51, kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại nhôm? Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại nhôm mà chúng ta lưu ý nha. Lưu ý ở đây là mạnh hơn nhôm. Vậy thì nó phải đứng trước nhôm trong dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua áo? Vậy ở đây thì gì ạ? Magie. C. Câu 52 ạ. Ở nhiệt độ thường kim loại nhôm tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Ở nhiệt độ thường, kim loại nhôm tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Thì chắc chắn nó tan hoàn toàn trong lượng dư NaOH nhá. Câu 53, STX được tạo bởi từ ancol metilic và axit formic. Axit formic là HCOH, ancol metilic là CH3OH. Vậy STX được tạo bởi từ hai này nó là HCOOCH3. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 54 ạ. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? Thì để một anh kim loại tồn tại ở trạng thái lỏng thì nó là gì ạ? Anh nào ạ? Chỉ có anh thủy ngân thôi. Đáp án đúng là đáp án A. À, rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là một buổi học free ạ. Thank you cả nhà. Cả nhà cũng comment đáp án mạnh mẽ lên ạ. Trẻ nhất lại không biết. Câu 55 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Bé mang cây súng bắn ruồi, đúng không? Vậy kim loại kiềm thổ là bari, B bò. Câu 56, chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Câu 56, chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Thì mình sẽ có là cái anh mà có tính lưỡng tính là anh Al2O3, đúng không? B bò. Những câu này rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta phải làm thật nhanh. Bởi chính bởi vì vậy nên là khi mà có cái chị học sinh của thầy và thi ở bên trong cái đề này, cái chị 2K3 thì bạn ấy làm sao? Bạn ấy làm rất nhanh. Bạn ấy làm trong khoảng tầm 5 đến 10 phút đầu, bạn ấy đã làm đến câu 68 đó. Được chưa? Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Polymer thiên nhiên thì đọc tên biết được luôn. Visco là nhân tạo đúng không? Thằng này là tổng hợp. Polyethylene cũng là tổng hợp. Vậy thiên nhiên là tinh bột C.
Câu 58. Crom có số xóa dương 3 trong hợp chất nào sau đây ạ? Crom có số xóa dương 3 trong hợp chất nào sau đây? Đây, crom dương 3 đây. Đúng ạ? Crom dương 3 như này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, câu 59. Kim loại nào sau đây tác dụng với H2O loãng thu được khí hydro? 59 ạ. Kim loại nào sau đây tác dụng với H2O loãng thu được khí hydro? Thì tác dụng H2O loãng mà thu được khí hydro thì nó phải đứng trước hydro trong dạng điện hóa đúng không ạ? Vậy thì mọi anh kim loại mà đứng trước hydro trong dạng điện hóa thì nó chỉ có thể là magie thôi. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 60, công thức phân tử của ancol ethylic thì nó là C2H6OC nhá, rất dễ. Câu 61. Phát biểu nào sau đây là đúng? Terpolyamide rất bền trong môi trường axit, cái này sai. Polyamide có liên kết NHCO không bền trong môi trường axit. B, nylon 6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp, sai, nó là tơ tổng hợp. Cao su là vật liệu polymer có tính đàn hồi, chính xác, cao su nó có tính đàn hồi. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án C. Ok nhá. Câu 61, polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là sai. Nó phải được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Câu 62 ạ. 62. 62 dùng skill của thầy nhá. À, 7,12 gam alanin tác dụng HCl dư thu được muối khan. Vậy mình tìm được số mol của alanin là 7,12 chia cho 89 bằng 0,08. Vậy số mol HCl phản ứng là 0,08. Vậy mình tìm được m muối bằng cách bảo toàn khối lượng 7,12 cộng 0,08 nhân 36,5 bằng 10,04 gam ạ. 10,04 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Câu 63. Cho FeO phản ứng với dung dịch H2O loãng dư thì tạo ra muối nào sau đây? Thì mình có là FeO mà cộng H2O loãng dư thì mình sẽ thu được là FeSO4. Đáp án đúng là đáp án D. Rất dễ. 64. 64. Cho 10 gam CaCO3, số mol là 10 chia cho 100 bằng 0,1. Tác dụng hết với dung dịch HCl dư thì mình sẽ thu được CO2 cũng là 0,1 đúng không ạ? 0,1 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 2,24 lít. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 2,24 lít. Câu 65. STX. Câu 65. STX có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2O loãng nóng thì thu được hỗn hợp gồm axit acetic, vậy nó là CH3COO và chất hữu cơ Y. CH3COO. Đúng chưa? Thế thì vậy thì suy ra cái chất hữu cơ Y này này thì nó là còn là gì ạ? C2H5 thôi. Vậy chất hữu cơ Y nó sẽ là thủy phân, nó là C2H5OH. Được chưa? Vậy suy ra công thức của Y là C2H5OH. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhá. Câu 66 á. 66 quá dễ nhỉ. Làm veo phát được 7 điểm luôn. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan CH2 lần thu được dung dịch có màu xanh lam nhá. Yêu cầu đây là màu xanh lam nhá. Hòa tan CH2 lần mà thu được có màu xanh lam, rất nhiều bạn mắt lé câu này. Thì nó phải có OH đa kề. Anh propan 1,3 dion này là không kề. Anh amumin là màu tím cơ. Anh ancol propylic chỉ có một nhóm H, không đa kề. Vậy đây fructose này. Fructose có OH đa kề. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 67 ạ. Câu 67. Thủy phân hoàn toàn M gam tinh bột thành glucose. C6H10O5 thành glucose C6H12O6. Cái này có trong cái đề dự đoán của thầy luôn. Toàn bộ glucose tham ra hiệu suất trắng bạc thì thu được hai hàng bạc. Số mol bạc bằng 21,6 chia cho 108 thì bằng 0,2 mol. Vậy suy ra số mol glucose bằng 0,2 nhân 1 chia 2 bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình suy được số mol của tinh bột là 0,1. Đấy chưa? 0,1 mà nhân với là 162 thì bằng 16,2. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu 68. Câu 68. Đấy cái đề này 2K3 kêu quái quái. Mấy câu cuối phê lắm. Đây tí thầy giải mấy câu cuối cho mà xem. Nhìn giải mắc phê luôn. Mình có này, số mol hydro là 0,18, mình biết ngay là một thằng nhôm cho chúng ta là 1,5 lần hydro. Vậy mình tìm được số mol nhôm luôn là 0,18 chia 1,5. 0,12 mol. 0,12 mol nhôm nhá. 0,12 mol nhôm, vậy mình tìm được luôn khối lượng nhôm 0,12 nhân 27 bằng 3,24 gam. Đáp án đúng đáp án D, lấy 8 điểm dễ như trở bàn tay luôn. Và thầy cũng dự đoán luôn là cái phổ điểm của năm nay sẽ rất nhiều. Rất nhiều điểm 6,5, 6,75, 7, 7,25, 7,5 nhá, phổ điểm. Được không ạ? Sẽ cỡ khoảng độ tầm là phổ điểm nó sẽ chiếm phần lớn ở 6,5 cho đến 7,5. Là rất nhiều bạn được đạt cái mức điểm đấy. Bây giờ sang câu 69 ạ. Câu 69 là một câu cực kỳ thú vị. Chúng ta phải nhìn được điểm đặc biệt trong câu 69 thì mình mới tiết kiệm được thời gian trong việc giải nó. Mình nhìn nhá, NaOH cộng X thì tạo thành Z, NaOH cộng X thì tạo thành E. Vậy NaOH này cộng X nó sẽ có là cộng theo hai tỷ lệ khác nhau. Riêng NaOH mà cộng NaHCO3 thì chỉ có cộng theo một tỷ lệ thôi.
Đúng không? Đó là tỷ lệ 1:1, không thể cộng theo các tỷ lệ khác được, nên loại ngay NaCO3. À, kỹ năng mình phải nhìn như vậy. Vậy đây chỉ có NaOH cộng với CO2 thì nó có thể cộng theo hai tỷ lệ khác nhau. Ví dụ như NaOH mà cộng với CO2 mà theo tỷ lệ mol 1:1 thì chắc chắn nó sẽ tạo thành NaHCO3. Được chưa? NaHCO3 là Z, Z mà cộng thêm Y. Đấy, được chưa? Z cộng thêm Y. Tiếp theo này, phản ứng số 2 là NaOH mà cộng với lại CO2 theo tỷ lệ mol 2:1 thì mình sẽ tạo thành Na2CO3 là E. Vậy E lại cộng thêm Y nữa. Vậy Y là một chất mà vừa có cả thể khả năng phản ứng với BaCO3 và vừa có khả năng phản ứng với Na2CO3. Mình dự đoán thử xem Y là BaOH hai lần xem được không. BaOH hai lần thì mình có này, NaHCO3 mà cộng với lại BaOH hai lần thì có phải nó tạo thành là Na2 NaOH cộng với BaCO3 không? Cái tủa đúng không ạ? Để cân bằng phương trình. Được không ạ? Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có là cái thằng đây là lại cộng với Y đây, cộng với BaOH lần lại quay trở lại E nhá. Lại quay trở lại là đây Z này, NaOH này cộng với X này tạo thành E. NaOH cộng X đây. NaOH cộng CO2 đây. Để tạo thành E đây, E là Na2CO3. Được chưa? E là Na2CO3 nhá. E là Na2CO3 đây, Na2CO3 đây. Z cộng với Y, Z cộng với BaOH lần thì tạo thành NaOH. Được chưa? E cộng với Y, BaOH hai lần thì tạo thành BaCO3, cả nhà nhìn rõ chưa? Cộng NaOH. Đúng không? Vậy thỏa mãn. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, CO2 và BaOH này. Ok nhá. Câu 70. Câu 70 ạ. Trong thành phần của xăng sinh học E5 có etanol, đúng. Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột, sai, là cellulose. Các mảng ryô cua xuất hiện khi nấu canh là do xảy ra sự đông tụ protein, đúng rồi, đông tụ bởi nhiệt. Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm giặt trong xà phòng có tính kiềm, chính xác, bởi vì vải lụa tơ tằm nó là polyamide, polyamide có liên kết NHCO, nó rất dễ bị mục nhá. Rất dễ bị thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm. E, dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa, phân tử có gốc hydrocarbon không no. Chính xác. 1, 2, 3, 4. 4 nhận định đúng. Mình có tổng cộng 4 nhận định đúng. Vậy số phát biểu đúng ở đây của mình là mình chọn đáp án D, 4. Câu 71. Rất nhiều bạn hỏi ạ. Cho thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali đúng hay sai? Thì câu trả lời ở đây có thể là đúng nhá. Là một loại phân kali. Bởi vì nó cung cấp nguyên tố kali cho cây trồng. Điện phân dung dịch COS4 thu được kim loại đồng và cátốt. Chính xác. Nhỏ dung dịch BaCl2 vào K2S4, cái này thầy dạy rất rất nhiều. Ba2 cộng cộng S42 trừ thu được kết tủa BaSO4, chính xác. Nhúng thanh sắt vào dung dịch COS4 thì có xảy ra mòn điện hóa học, đúng rồi, mình có hai cặp điện cực sắt đồng. Được chưa? Tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly là COS4. Vậy cái này đúng nốt. Vậy mình sẽ có là số phát biểu đúng là 1 2 3 4, mình có tổng cộng 4 phát biểu đúng. Nha. B bỏ. Câu 72 nhìn dài vậy thôi nhưng mà thực ra rất là dễ. Nên là việc chúng ta lấy 8 điểm cực kỳ dễ dàng. Chúng ta nhìn nhá. 72 ạ. Cho hỗn hợp X gồm amon sắt. Cho hỗn hợp X gồm amon sắt. Fe này. Amon này. 0,45 mol magie. Magie này. 0,45 này. Vào dung dịch chứa CuNO3 hai lần. Và AgNO3 với tỷ lệ mol tương ứng là 2 chia 1. Vậy anh này là A. Sorry, anh này là X. Thì anh này là 2X. Sau khi phản ứng kết thúc thì thu được dung dịch Z. Dung dịch Z. Và 87,6 gam chất rắn T. Gồm 3 kim loại. Vậy thứ tự kim loại tạo thành. Nhá, cái chỗ này rất quan trọng. Cái đoạn này thầy dạy rất là kỹ trong phần điện hóa của thầy này. Đấy chưa? Thứ tự kim loại tạo thành là tính khử tăng dần. Vậy trong này mình sẽ có thằng bạc tạo ra đầu tiên này. Rồi đến thằng đồng này. Rồi đến thằng sắt. Được không ạ? Bạc tạo ra đầu tiên, vậy thì bao nhiêu bạc chú hết vào đây là x mon. Đồng, bao nhiêu đồng chú hết vào đây là 2x mon. Còn sắt mình chưa biết nhá. Sắt này giả sử sắt phản ứng này của mình là y mon đi. Được không ạ? Sắt giả sử sắt phản ứng của mình là y mon. Thế thì sau khi phản ứng này thì hòa tan toàn bộ T. Hòa tan toàn bộ T trong H2SO4 đặc nóng. Thì mình sẽ thu được SO2, số mol SO2 bằng 1,2 mol.
là sản phẩm khử duy nhất của H2S4 nhá. Vậy ở đây mình có này. Vậy ở đây mình có này. Đầu tiên ạ, thì mình sẽ có là bảo toàn khối lượng nhỉ. Đây bảo toàn khối lượng đây. Bảo toàn khối lượng mình sẽ có bạc là 108x được không ạ? Cộng với đồng là 64 nhân 2x. Cộng với sắt là 56y thì bằng 87,6 gram. Đây là phương trình số 1. Phương trình số 2 là phương trình bảo toàn E. Tác dụng H4 đặc thì bạc lên bạc dương 1. Bảo toàn electron. Bạc 0 lên bạc dương 1 nhá. Vậy là x. Đồng 0 lên đồng dương 2. 2 nhân 2x. Sắt 0 lên sắt dương 3. 3y bằng lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4 bằng 2, 2 nhân 1,2. Xong một anh. Được chưa? Được chưa? Rất là dễ. Thế giờ cuối cùng các anh, cuối cùng là trong dung dịch Z để chúng ta gồm những anh nào? Thì trong dung dịch Z này của chúng ta sẽ gồm gồm những anh nào ạ? Trong dung dịch Z này của chúng ta sẽ gồm magie Mg NO3 hai lần. Đúng không ạ? Và Fe NO3 hai lần. Mà magie thì có bao nhiêu magie ban đầu ạ? Magie ban đầu là 0,45 thì chú hết vào đây là 0,45. Được chưa? Sắt ban đầu ạ. Sắt ban đầu ở đây của chúng ta thì có là amon sắt, đúng không ạ? Đây, amon sắt. Đúng chưa? Chú ý đây y. Vậy là mình sẽ tìm ra được nhỉ. Vậy thì số mon sắt ở đây sẽ là a trừ y. Đúng không ạ? Dễ mà đúng không? Thế thì thôi từ từ đã, mình giải xy là mình ra được luôn, ra được xy bằng bao nhiêu? 12 này. 108 cộng 64 nhân 2 bằng 56 bằng 87,6 bằng 1 cộng 4 bằng 3 bằng 2. Ôi thế chết rồi. 12 ạ. 108 cộng 64 nhân 2 bằng 56 bằng 87,6 bằng 1 cộng 4 là 5 bằng 3 bằng 2 nhân 1,2 bằng. Đây x bằng 0,3. Y bằng 0,3. X bằng 0,3, y bằng 0,3. Ok ạ, dễ không ạ? X bằng 0,3, y bằng 0,3. Vậy đồng này bằng là 0,6. 0,6. 0,3. Được chưa? Vậy tới đây bây giờ mình bảo toàn gốc NO3 trừ. Bảo toàn gốc NO3 trừ. Được không ạ? Là mình sẽ tìm được số mol FeNO3 hai lần. 0,6 nhân 2 cộng 0,3 nhân 1 trừ đi 0,45 nhân 2 bằng 0,6 chia 2 thì bằng 0,3. Vậy suy ra A chúng ta sẽ bằng là 0,3 cộng 0,3. Đúng không ạ? A bằng 0,3 cộng 0,3 thì bằng 0,6. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu 72 thì giá trị của A bằng 0,6. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy không? Bài này nó rất là dễ thôi. Nó rất là dễ nhưng mà có rất nhiều bạn bị sai ở cái câu như thế này nhá. Vì vậy nên là các em cần phải chú ý là những cái câu này là câu lấy mốc này là lấy mốc 8 điểm mà rất là quan trọng nhá. Ok ạ. Nung nóng một lượng butan trong bình kín. Nung nóng một lượng butan trong bình kín ạ. C4H10. Xúc tác thích hợp. Áp suất xúc tác thu được 0,47 mol hỗn hợp X gồm hydro và các hydrocarbon mạch thở CH4, CH4, CH6, C4H8, C4H10. Được không ạ? Toàn bộ X này cho vào bình chứa dung dịch brom dư. Thì đi qua bình brom dư nó giữ lại bọn C2H4 và C4H8. Khối lượng bình brom tăng 9,52 gram. Đấy, đây là khối lượng độ này bằng 9,52. Và thoát ra hỗn hợp khí Y. Câu này dễ cực. Câu này dễ lắm. Bạn nào bỏ câu này thì hơi tiếc. Hỗn hợp Y của chúng ta gồm hydro CH4, CH6, C4H. Thực ra trong quá trình giải bài này thầy không quan tâm đến bọn thoát ra là gì đâu. Nhưng mà thầy cứ ghi lại đủ cho chúng ta biết thôi. Đốt cháy hoàn toàn Y thì cần vừa đủ oxy 0,28 thì thu được CO2 và nước. Được không ạ? Nói chung là cái đích cuối cùng của nó vẫn là CO2 và nước. Thế thì các em phải tư duy cái này cho thầy nhá.
Tư duy này mới nhanh này. Quy đổi này. Về mặt bản chất quy đổi CH4 và C4H8 nó chính là CH2 tất cả n lần đúng không? Vậy mình quy đổi thằng CH2H4 này và C4H8 về CH2. Và chúng ta tìm được luôn số mol nhóm CH2 luôn. 9,52 mà chia cho 14. 0,68 ạ. 0,68. Vậy số mol nhóm CH2 mà 0,68. Và 0,68 này mà ăn oxy á thì nó tạo thành là CO2 cộng với lại H2O đúng không? Đây 0,68 này nó ăn oxy, có phải tạo thành CO2 và H2O không? Bảo toán carbon 0,68 nhân 1 thì đây là 0,68. Bảo toán hydro 0,68 nhân 2 chia 2 thì đây bằng 0,68. Vậy suy ra số mol oxy bằng 0,68 nhân 2 cộng 0,68 nhân 1, 0,68 nhân 3 chia cho 2 thì bằng 1,02. Vậy số mol oxy nhá, các em nhìn nhá, đây là số mol oxy này đốt cháy thằng CH4 và C4H8 là 1,02. Mà số mol oxy đốt cháy thằng H2, CH4, CH6, C4H10 là 0,28. Vậy mình suy ra số mol oxy đốt cháy toàn bộ hỗn hợp X nhá. Suy ra oxy đốt cháy toàn bộ hỗn hợp X thì chính bằng oxy đốt cháy cái hỗn hợp CH4 và C4H8 này là 1,02 này, mình vừa tìm được này. Được chưa? Là 1,02. Cộng với lại oxy mà đốt cháy hỗn hợp Y. Đấy là 0,28. Bởi vì cuối cùng nó đều ra là gì? CO2 và nước mà. 1,02 cộng 0,28 thì bằng 1,3. Đấy, đồ oxy đốt cháy hỗn hợp X. Chúng ta còn phải tư duy một cái này nữa cơ. Một cái này nữa mới gọi là kinh điển ạ. Thế thì có phải là nếu mình đốt cháy hỗn hợp X này thì cũng ra CO2 và nước. Và mình đốt cháy thằng C4H10 thì cũng ra CO2 và nước đúng không? Bản chất đốt cháy nó như nhau. Vì vậy nên suy ra nó cũng chính bằng số mol oxy để đốt cháy thằng C4H10. Đấy chưa? Đấy, cánh cửa mở toang rồi đấy ạ. Vậy bây giờ này, C4H10 này mà cộng với lại oxy này thì có phải tạo thành CO2? Cái này nhiều bạn lớp 11 học là vào đây học là hiểu đấy ạ. Nhiều bạn có khéo bây giờ mới nhìn thấy cách giải này là cách giải lần đầu tiên trong đời, một cách giải nhanh như này. 4 này, 10 chia 2 bằng 5 này. Vậy oxy này 4 x 2 là 8, 8 cộng 5 là bằng 13, 13 chia 2 đây là 13/2. 13 chia 2 thì bằng 6,5 nhỉ. Mà số mol oxy thì 1,3. Vậy ngay lập tức suy ngược lại được số mol của C4H10 là 1,3 nhân 1 chia 6,5. 1,3 chia 6,5 bằng 0,2. Số mol C4H10 bằng 0,2. Được chưa? Thế thì bây giờ muốn nhìn được tiếp, sắp xong rồi đấy ạ, nhưng bây giờ muốn nhìn được tiếp ạ. Muốn nhìn được tiếp thì bây giờ thì nghĩ rằng là tất cả các em đều phải nắm được về mặt bản chất phương trình, chứ đừng học bất kỳ một cái phương pháp nào đó khác, bởi vì tất cả các phương pháp khác thì đều bị các thầy ra đề sẽ là chỉnh theo từng năm. Ví dụ như là phương pháp này có thể giải bài này của năm nay nhưng mà sẽ không thể giải được bài này của năm sau. Đấy chưa? Đấy, mỗi cái năm nó sẽ có một phương pháp khác nhau. Vậy thì chỉ có một cái duy nhất trường tồn với thời gian thôi, đấy là bản chất. Vậy ở đây mình có này, C4H10 này. Thì có phải là khi mà nhiệt phân á thì có phải mình sẽ tạo được thành là C2H4 cộng C2H6 này thành C4H8 cộng H2 này thành C3H6 cộng với CH4 này. Đúng chưa? Chúng ta sẽ nhìn thấy một điều đặc biệt như sau ạ. Thể tích của C4H10 ban đầu thì nó vẫn sẽ giữ nguyên và nó sẽ chính bằng là thể tích của bọn ancan cộng hydro. Vậy thì thể tích nó tăng lên chính bằng thể tích của anken, hay là số mol hỗn hợp tăng lên. Đấy, đây là điểm mấu chốt. Mình có là số mol của hỗn hợp khí tăng, khí tăng thì chính bằng số mol của anken. Thế là xong rồi các em ạ. Thế thì số mol hỗn hợp khí tăng thì số mol hỗn hợp khí này sau khi nhiệt phân là 0,47, mà số mol của ancan C4H10 là 0,2. Vậy số mol hỗn hợp khí tăng bằng 0,47 chứ 0,2 thì bằng 0,27. Thế chúng ta nhìn kỹ nhé, có phải là anh CH4 này ăn 1 brom và anh C4H8 cũng ăn 1 brom đúng không ạ? Vậy ăn brom thì tỷ lệ mol 1:1 mà số mol của nó mình vừa tìm được đây ạ, bằng 0,2. Vậy suy ra số mol brom bằng 0,2. Ok, ngon lành cành đào. Đúng chưa? Sorry ạ, 0,47 chứ 0,2, chết, 0,27 ạ. 0,27. Tí toàn. Vậy số mol brom phản ứng của chúng ta phải bằng 0,27. Được chưa? 0,4 mà. Đây, 0,27, 0,47 trừ đi 0,2. Đúng không? 0,2 là số mol C4H10 thì bằng 0,27. Vậy số mol anken bằng 0,27. Số mol brom phản ứng cũng sẽ bằng 0,27. Xong. Cho sơ đồ phản ứng sau. 74 ạ, cho sơ đồ phản ứng sau xảy ra theo đúng tỷ lệ. Thằng E của chúng ta là C4H6O4 mà tạo được thằng Y cộng 2 thằng Z.
C4H6O4 ăn 2NaOH mà tạo được thành thằng Y và hai thằng Z. Vậy mình nghĩ ngay đến việc thằng E của chúng ta là ST2 trước. ST2 trước. Mà E của chúng ta mà là ST2 trước ý, vậy thì tương đương với việc nó mình nghĩ ngay đến việc nhóm COO này đã. Đúng chưa? Có 4 carbon mà đây là trừ đi 2 là còn 2 carbon thôi. Vậy thì mình nghĩ ngay nó còn là gì ạ? CH3. CH3. Thì có đúng là cái chất này cộng với NaOH thì tạo thành chất Y là COONa tất cả hai lần không? Và hai thằng Z này chính là thằng CH3OH. Đúng chưa? Xong rồi cháu nhá. Đây là cháu Y, đây là cháu Z. Sang thằng F. F cộng với 2NaOH mà sinh ra một nước, vậy suy ra nó phải có một chức COOH. Nha, thằng F nó phải có một chức COOH. Vậy thằng F của chúng ta mà có một chức COOH, vậy thì mình nghĩ ngay đến thằng F của chúng ta nó sẽ có dạng COOH. Bên dưới nó là có 4 carbon đúng không? Thì đầu này còn là COO 2 rồi nhá, đầu này sẽ là C2H5. Thì khi cộng với NaOH vẫn ăn 2NaOH. Vẫn sinh ra thằng Y CONa tất cả hai lần. Đúng chưa? Và sinh ra một thằng T là C2H5OH. Sinh ra một thằng T là C2H5OH và cộng nước. Đây vẫn là anh Y và đây là anh T. Thế xong. Ui, dễ hợt. Đúng không ạ? Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit acetic Z đây, CH3OH cộng với lại CO xúc tác là ra được CH3COH. Đúng. Chất T CH5OH nhiệt độ sôi thấp hơn axit acetic, chính xác. CH5OH lúc nào nhiệt độ sôi thấp hơn axit, ancol nhiệt độ sôi phải thấp hơn axit. Đốt cháy Y thì thu được sản phẩm gồm CO2, Na2CO3 không có nước bởi vì trong thằng Y chúng ta làm gì có hydro. Sai ạ, đấy nhiều bạn chết chỗ này. E có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. E đây CONa. Đây, E đây COCH3, COCH3 làm sao trắng bạc được, làm gì có đầu HCO. Vậy sai tiếp. Được chưa? AB đúng, CD sai. Chất T được dùng để sát khuẩn dụng cụ y tế. Chất T đâu? Đây, chất T CA5OH. Đúng rồi, sát khuẩn dụng cụ y tế. Vậy ở đây mình có E đúng. Vậy mình sẽ có là 3 phát biểu đúng. 3 phát biểu đúng, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 3 phát biểu đúng. Ok nhá, làm đến câu 74 là 8,5 điểm rồi nhá. Bây giờ Nom thầy dạy chúng ta cái cách để mà chúng ta đi lấy 9 này. Lấy 9 đề này cực kỳ dễ nhá. Mà nhiều bạn không làm được 9 đâu. Đây các em nhìn câu 77 nhá. 77 này, 77 lấy 8, 75. Tiến hành các thí nghiệm theo bước sau. Cho 1 ml dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm sạch. Cái câu này thầy còn dạy trúng tủ nữa cơ. Với cái bọn 2K3 á, thêm từ từ dung dịch NH3 lắc đều đến khi kết tụa tan hết. Rồi ok. Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucose vào ống nghiệm đun nóng nhẹ thì mình sẽ thu được kết tủa bạc. Bám vào thành bình. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là sorbitol, làm gì có cộng hydro mà ra được sorbitol. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của anhít, đúng. Sau bước 3 có lớp kim loại bạc bám vào thành ống nghiệm, đúng. Ở bước 3 có thể thay việc đun nóng nhẹ bằng cách ngâm ống nghiệm trong nước nóng, đúng. Vậy ở đây phát biểu sai là gì? Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là sorbitol. 8,75. 8,75 của em ạ. Với đề thi trung học thông ra năm 2021. Này lấy 9 này. Nhìn có 78 nhé. 78 thì lấy 9 gọn trong lòng bàn tay cho các em xem. 79 á, 78 ạ. Hỗn hợp E gồm 2 amin. Hỗn hợp E gồm 2 amin. CN HM N lần. CN HM cộng 1 N2. Hai bọn này thì N lớn bằng 2. Và hai anh kem đồng đẳng kế tiếp C K H2 K đồng đẳng kế tiếp ạ. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol E. E này lấy 0,11. Đốt cháy nó thì thu được nitơ là 0,05 mol. CO2 là 0,3 mol. H2O là 0,42 mol. Phần trăm khối lượng của X trong E. Thế vậy bây giờ mình phải tìm được khối lượng của E trước. Đúng không ạ? Thế bây giờ mình đi bảo toàn oxy trước. Oxy đây là 0,3 nhân 2. 0,3 nhân 2 cộng với 0,42 nhân 1. 0,42 nhân 1. Được chưa? Bằng được bao nhiêu chia cho 2 ra số mol oxy 0,51. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn khối lượng là mình tìm được khối lượng của E.
Khối lượng của E có bảo toàn khối lượng bằng khối lượng của nitơ cộng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước trừ khối lượng oxy không? 0,05 nhân 28 cộng 0,3 nhân 44 cộng 0,42 nhân 18 trừ 0,51 nhân 32 bằng 5,84. Khối lượng của E bằng 5,84. Bây giờ mình chỉ cần đi tìm khối lượng của X thôi. Đây anh này là anh X, anh này anh Y. Được chưa? Tìm khối lượng của X là xong. Vậy bây giờ mình đặt điện. Mình đặt số mol của anh X là X mol, số mol của anh Y là Y mol. Được chưa? Thì mình có phải là đầu tiên mình có hệ phương trình là bảo toàn nitơ không? Thì nitơ trong X chỉ có một nitơ. X nitơ trong Y có hai nitơ, 2Y. Thì bằng 0,05 nhân 2. Thì bằng 0,1. Một phương trình nhá. Phương trình thứ hai là một phương trình mối quan hệ này thì các bạn học cái cháy của thầy các bạn mới biết được. Thầy luôn luôn có là với amino. Amino đơn. Với amino đơn thì mình luôn luôn có là n nước trừ nCO2 bằng 1,5 n cháy. Được chưa? Cái này thầy vừa mới dạy bọn 12 xong. Amin no hai chức. Tại sao nó đơn thì n nước trừ nCO2 bằng 1,5 n cháy? Tại vì nó là CnH2n cộng 3n. Còn amin no hai chức thì nó là CnH2n cộng 4n. Thì nó sẽ là n nước trừ đi nCO2 bằng 2 lần n cháy. Hay là 2 lần n amin đấy. Đấy thầy vẫn cứ quen là n cháy. Thế giờ chúng ta lưu ý, chúng ta lưu ý ở trong này nhá. Bài này mình chưa biết hai này là amin kiểu gì, không biết nó no hay không. Giờ thầy cứ giả sử như trường hợp 1 thì cả hai thằng này đều là amin no. Nhá, trường hợp 1 cả hai thằng này là amin no thì mình sẽ có hệ luôn. Còn trường hợp số 2, nếu trường hợp số 1 không ra đáp án thì trường hợp số 2 nó bên trong phân tử của nó có một pi. Được không nhỉ? Vậy trường hợp số 1 cả hai là amin no vậy thì sẽ có tổng số mol CO2 trừ nước là 0,42 trừ 0,3. Thì bằng 1,5 lần nx bởi vì đơn chức mà. Cộng với 2 lần y. Đến đây giải hệ xem x y, nếu y tròn thì mình sẽ giải tiếp. 1 bằng 2 bằng 0,1 bằng 1,5 bằng 2 bằng 0,42 trừ 0,3 bằng. Ấy, tròn này x bằng 0,04. Y bằng 0,03. Ok, ngon chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của hỗn hợp ăn kem luôn. Nhờ, là bằng 0,11. 0,11 trừ đi 0,04 trừ đi 0,03 bằng 0,04. Ok ngon nhá. Ok nhá. Ok ạ. Bây giờ tiếp tục ạ. Đề bài bảo của chúng ta là phần trăm khối lượng của X trong E. Bây giờ mình đi tìm X bằng phương pháp là bảo toàn carbon thôi. Bảo toàn carbon mình có. Bảo toàn carbon mình có. Carbon trong chất X này là 0,04 lần n. Carbon trong Y này là 0,03 lần n cộng với 0,04 lần K thì bằng số mol CO2 là 0,3. Được không ạ? Vậy ở đây mình sẽ có là 7n cộng 4k thì bằng 30. Ok, và lập bảng KN. Lập bảng NK mới chuẩn. Tại sao lại lập bảng NK? Bởi vì thế này, bởi vì cái anh K này là đồng đẳng kế tiếp thì nó là một số phẩy năm. Đúng không? Đây là đồng đẳng kế tiếp để bài nói chúng ta đấy. Hai anken đồng đẳng kế tiếp thì nó sẽ là một số phẩy năm. Đúng chưa? Cũng không hẳn là phẩy năm, nó là một số phẩy. Thế thì bây giờ mình phải chạy theo số chẵn. Thì chạy theo số chẵn là n, bởi vì cả hai này đều là đều đều chung chung nguyên tử carbon mà. Mà ở đây đề bài nói chúng ta là n lớn bằng 2 là mình sẽ dò từ 2 trước. Với n bằng 2 thì k bằng mấy? Đúng không ạ? 30. 30 trừ đi 7 nhân 2 bằng 16 chia 4 bằng 4. Đấy, k bằng 4. Ngon nhỉ. Với n bằng 3 hai anken đồng đẳng kế tiếp thì bằng 4 thì chưa nói lên được điều gì, đúng không? Với n bằng 3 thì sao? 30 trừ đi 7 nhân 3 bằng 21. Được chưa? Chia 4 bằng 2,25. Nếu bằng 4 thì loại, bởi vì là cái điều kiện của anh ăn ken này nó bắt buộc phải lớn bằng 2. 2,25 này là một thằng nhỏ hơn 2, một thằng lớn hơn 2 rồi. Đúng chưa? Thế bây giờ các em nhìn kỹ nha. Ở đây đề bài nói chúng ta là hai amin này,
cùng số nguyên tử carbon là xong rồi. Hai anken này đồng đẳng kế tiếp, do hai anken là đồng đẳng kế tiếp nên nó không thể có số nguyên tử carbon là một số chặn là 4 được. Bởi K này là K trung bình, nó phải khác một số chặn. Đúng chưa? Vậy loại bỏ trường hợp này. Được chưa? Vậy nó chỉ còn 3 và 2,25. Được chưa? Vậy thì 2,25 thì suy ra một anh anken nó sẽ là C2H4 và một anh anken nó là C3H6. Được không? Thằng 4 này chắc chắn loại rồi. Vậy suy ra cái N này bằng 3. Vậy thì suy ra canh X của chúng ta. Anh X của chúng ta nó sẽ là C3H9N. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng của anh X. 0,04 nhân với lại 12 nhân 3 cộng 9 cộng 14 bằng được bao nhiêu cho khối lượng? Là chia cho 5,84 nhân 100%. 40,41. 40,41%. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Nhá. Được chưa? Đấy, đáp án đúng là đáp án A. Ok nhá, ngon chưa? Hòa tan hoàn toàn 27,54 gamma L2O3. Số mol của Al2O3 bằng 27,54 chia cho 102. 0,27 mol. Bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 thu được 267,5 gam dung dịch X. Làm lạnh đến 10 độ C thì có 10 gam tinh thể AlNO3 3 lần ngậm chín nước. Thế bây giờ chúng ta phải hiểu này. Vậy bây giờ mình chia cái dung dịch X này của mình ra gồm các thành phần sau. Thứ nhất là AlNO3 ở 0 độ C nhé, ở 0 độ C, ở 10 độ C thì có AlNO3 này ngậm chín nước này, đúng chưa? Có AlNO3 trong dung dịch này và có nước, có ba thành phần như này. Chúng ta phải hiểu nó có ba thành phần này. Có nhiều bạn không hiểu có ba thành phần này là toạc nhá. Thế thì bây giờ này mình đặt đơn giản lắm ấy, đặt số mol anh này là X, đặt số mol anh này là Y, được không? Đặt số mol anh này là Z, cứ đặt cho thầy ba thằng này. Bây giờ bám vào dữ kiện đề bài giải nhá. Đầu tiên là bảo toàn nhôm. Thứ nhất, bảo toàn nhôm. Có phải mình có ban đầu tiên là 0,27 không? Thì nhôm sau nó vẫn phải còn nguyên X cộng với lại Y. Một nhá, một mối quan hệ nhá. Được chưa? Mối quan hệ thứ hai là bảo toàn khối lượng không? Bảo toàn khối lượng không? Thì mình có bọn này đúng không? Mình xem này. 27 cộng 62 nhân 3 cộng 9 nhân 18 bằng 375x. 375x cộng với anh này 213y. 213y cộng với anh này 18z thì bằng 267,5 gam. Ok nhá. Cuối cùng ạ, là dựa vào cái dữ kiện này này, 100 gam nước thì hòa tan tối đa 67,25 gam AlNO3 3 lần. Đây. 100 gam nước thì hòa tan 67,25 gam AlNO3 lần. Vậy mình sẽ có là 67,25 chia cho 100 thì bằng khối lượng AgNO3 AlNO3 trong đợt AlNO3 3 lần là bằng 213y chia cho khối lượng của nước 18z. Bấm máy tính giải hệ này. Giải hệ 3 lần này là ra. Dễ lắm. Dễ hợp luôn. Các em xem nhé. 1 bằng 1 bằng, được chưa? 0 bằng 0,27 bằng 375 bằng 213 bằng 18 bằng 267,5 bằng, được chưa? Bây giờ là 0 bằng y đệ 213 nhân 100 nhá, bằng trừ z là 18 nhân 67,25 bằng 0 bằng. Đây, mình suy ra x của mình bằng, ô sao lại âm, chết chết, lỗi. Thầy bấm nhầm nhỉ? 1 bằng 1 bằng này, 0 bằng này, 0,27 này. Chết, sorry. Chỗ này là phải 0,27 nhân 2 ạ. Thì bảo toàn nhôm nhầm. Chỗ này 0,27 phải nhân 2 phải bảo toàn nhôm mà. Chẳng bạn nào nhắc thầy. 0,27 nhân 2. Đây ạ. X bằng 0,1199 vậy x phải bằng 0,12. 0,12. Ra x bằng 0,12 là xong rồi ạ. 0,12 mà nhân với phân tử khối. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của m mà. 0,12 nhân với 375. 45. Ngon lành thành đào chưa? Gần bằng 45. Bài này rất dễ.
9,25. Hạnh phúc của các cháu. Quá hạnh phúc nhỉ. Ok nhá. Đây là một câu este siêu khó. Nhưng mà nó dài này nhưng mà dễ. Cực kỳ dễ luôn. Chúng ta cùng xem nhá. T. Hỗn hợp T. Gồm 3 este mạch hở. X. Đơn chức. Y. Hai chức. Z. Ba chức. Nhá. Đều được tạo thành từ axit carboxylic và ancol, đốt cháy hoàn toàn m gam t, thu được nước CO2 một mol, xà phòng hóa hoàn toàn m gam t bằng NaOH vừa đủ. Chú ý ở đây là NaOH vừa đủ. Thu được hỗn hợp E gồm hai ancol, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol cùng carbon và 26,92 gam hỗn hợp muối F. Hỗn hợp muối F là 26,92 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại natri dư. Natri dư. Thì thu được hiđro, số mol hiđro bằng 0,2. Nhá. Số mol hiđro bằng 0,2. Vậy thì hoàn toàn ngay tức chúng ta sẽ suy ra được số mol nhóm OH trong E sẽ bằng 2 lần số mol H2 và bằng 0,4. Đấy, thế thì số mol nhóm OH mà bằng 0,4 thì suy ra số mol NaOH, bởi vì là số mol nhóm OH bằng số mol NaOH ạ. Thì bằng 0,4. Được không ạ? Tiếp tục ạ, đốt cháy toàn bộ hỗn hợp F thì thu được nước Na2CO3 và 0,2 mol CO2. 0,2 mol CO2. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây ạ. Chúng ta sẽ thấy một cái điều như thế này. Mình phải nhìn vào mình mới thấy ạ. Mình phải vẽ ra thì mình mới thấy. Chúng ta cùng nhìn chỗ này nhá. Có phải đây. Hơi hơi khó nhỉ. Đợi thầy tí. Thầy cho nhỏ cái mặt của thầy xuống. Ok. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy điều này. Có phải toàn bộ carbon trong T cháy thì chú hết vào trong CO2. Vậy suy ra số mol carbon trong T bằng 0 bằng 1. Thế thì có phải là nếu bảo toàn carbon thì carbon trong hỗn hợp muối. Đây carbon trong hỗn hợp muối đây, đốt cháy chui hết ra trong CO2 và N2CO3, mình bảo toàn được nhá, bảo toàn natri này, 0,4 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,2. Được không ạ? Vậy có phải là hoàn toàn ở đây mình đi bảo toàn carbon thì mình sẽ có là carbon trong F sẽ bằng là 0,2 nhân 1 cộng 0,2 bằng 0,4 không? Vậy mình có carbon trong T thì bằng 1 thì nó chính bằng là carbon trong F cộng carbon trong E. Vậy hoàn toàn mình tìm được carbon trong E. Carbon trong E bằng 1 trừ 0,4 bằng 0,6. Ngon nhá. Ok chưa? Thế thì bây giờ mình lấy là carbon mà chia cho OH ấy, tỷ lệ trung bình là 0,6 mà chia cho 1,4. Chia cho 0,4 thì bằng 1,5. Có nghĩa là số lượng nhóm OH phải gấp đôi. Phải gấp 1,5 lần. Đúng không ạ? 1,5 thì nó sẽ nhỏ bằng 1. Hoặc là 2, đúng không ạ? 1,5 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy suy ra sẽ có một thằng là có hai nhóm OH và một thằng có một nhóm OH. Đúng không ạ? Một thằng có hai nhóm. Đây từ anh này và từ anh này thì suy ra một thằng có hai nhóm OH và một thằng có một nhóm OH. Mình rơi vào cái trường hợp đầu tiên là C2H5OH và C2H6OH. Đúng chưa? Trong anh này là tỷ lệ là OH chia cho carbon là bằng 1 nhé. Anh này tỷ lệ carbon chia OH bằng 2 nhé. Thì đúng chưa? Nó nằm đúng giữa chưa? Đặt số mol anh này là A, số mol anh này là B thì mình sẽ có hệ phương trình về nhóm OH A cộng B về nhóm về nhóm OH A cộng 2B ạ. Thì bằng 0,4. Về carbon 2A cộng 2B thì bằng 0,6. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được AB. Đây là A cộng B bằng 0,3, A cộng 2B bằng 0,4, vậy suy ra B bằng 0,1. Vậy A mình bằng 0,2. Được chưa? Vậy suy ra C2H6O2 là bằng 0,1 nhá, C2H5OH là bằng 0,2 nhá, xong rồi cháu. Bài này dễ cực. Xong rồi cháu ạ.
Giờ sang cháo thứ hai nhá, cả nhà chú ý. Và nhìn này, số mol carbon trong ép bằng 0,4, mà số mol natri trong ép cũng bằng 0,2 nhân 2 bằng 0,4. Điều này dẫn đến là số nguyên tử carbon trong muối bằng số nguyên tử natri trong muối. Và số nguyên tử carbon trong muối bằng số nguyên tử natri trong muối thì nó chỉ có hai mối thể thỏa mãn điều này thôi. Một carbon, một natri và hai carbon, hai natri, chỉ có hai anh muối để thỏa mãn điều đó. Không còn anh nào khác. Thế là suy được hai muối. Đúng không ạ? Câu ST dễ ợt. Đặt chỗ này là x, đặt chỗ này là y, mình sẽ có hệ phương trình tiếp theo. Nhá. Hệ phương trình tiếp theo về bảo toàn khối lượng mình có 68x cộng 67 nhân 2y, 67 nhân 2 134y thì bằng khối lượng bằng 26,92 một cháu. Phương trình thứ hai bảo toàn natri x cộng 2y bằng 0,4. Và tới đây mình tìm được x và tìm được y. Tới đây mình tìm được x và y. 68 bằng 134 bằng 26,92 bằng 1 bằng 2 bằng 0,4 bằng, đây x bằng 0,12, y bằng 0,14. Ngon. Ngọt nước. Thế thì bây giờ mình chỉ là chơi xếp hình thôi mà các em. X đơn chức thì bắt buộc phải tạo bởi từ HCONa và CH5OH. HCOO C2H5. Số mol CH5OH bằng 0,2. Số mol thằng HCONa này bằng 0,12, vậy là tính theo thằng nhỏ hơn là 0,12. Ra x nhá, nhưng để bài hỏi y ạ. Khổ thế để bài hỏi y. Đúng chưa? Vậy thì chắc chắn 100% là cái thằng C2H5OH này còn dư và nó còn dư là 0,2. Mà trừ đi 0,12 thì còn 0,08. Giờ Y2 trước. Y2 trước thì kiểu gì thằng Y chúng ta cũng phải bắt nguồn từ thằng CONa. Đúng chưa? Kiểu gì nó có hai khả năng, hoặc là bắt nguồn từ thằng CONa hoặc là bắt nguồn từ thằng CH6O2. Có hai khả năng đấy. Đúng chưa? Nó có hai khả năng đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ có cái khả năng thứ nhất là Y2 trước thì nó bắt nguồn từ thằng CONa đi. Được chưa? Bởi vì là HCOH thì hết rồi. Nhá. Thế thì bây giờ mình còn Y và Z thì thằng Y và thằng Z này kiểu gì cũng phải bắt nguồn từ thằng CONa. Đúng chưa? Vậy thằng Y chúng ta là trường hợp là từ CONa và CONa. Và số mol thằng Y này phải nhỏ hơn 0,14. Mà nhỏ hơn 0,14 thì nó chỉ có khả năng là nó kết hợp của thằng CH5OH vào thôi. Đúng rồi. CH5OH của chúng ta thì hiện tại bây giờ là 0,2. 0,2 mà giả sử như là cả hai cái gốc chui hết vào. Giả sử như là cả hai cái gốc chui hết vào bên trong cái thằng đó. Thì nó còn là bao nhiêu? Đúng không? Đây STZ này là ST3 chức. Từ từ đã, mình phải suy luận từ từ đã nhá. Đấy nhá, thằng Y là bắt buộc phải có, thằng Y bắt buộc phải có đầu COO. Thằng Z cũng bắt buộc phải có đầu CO. Được chưa? Nha. Thế thì thằng Z thì bắt buộc nó phải nối với thằng C2H6O2. C2H4OOC. Đúng chưa? Đây đủ 3 chức rồi. Thì đây phải là OOCH. Thế đủ 3 chức nhá. À thế thì không thể suy luận thằng này 0,12 được. Thằng này chỉ là HCO thôi, CH5 thôi. Thế thì đầu này nó sẽ là CO CH5. Nhá, vậy đây là thằng Z. Thằng Z nó sẽ là COO CH4, OOCH và CO CH5, đủ 3 chức. Y2 chức thì là hai nhóm CO. Thế nếu mà như vậy thì anh này là 0,1. Thì chu hết vào trong này là 0,1. Đúng chưa? Thế thì cái thằng COO này còn dư nó sẽ là 0,14 trừ đi 0,1. Bởi vì cái cụm này này, bảo toàn cụm này 0,14 trừ 0,1 thì cháu này còn 0,04. Đúng chưa? Cái đầu HCO vào đây là 0,1 rồi. Thì cái đầu HCO C2H5 này nó chỉ còn là đầu HCO đây 0,1 mà tổng HCO chỉ có là 0,12 nhé. 0,12 trừ 0,1 thì bằng 0,02. Được chưa? C2H5 là 0,2. C2H5 là 0,2. C2H5 là 0,2. 0,2 mà chui ở trong này 0,1 rồi. Vậy C2H5 chỉ còn 0,1. Đúng chưa? C2H5 là 0,1 mà trừ đi 0,02 thì còn 0,08.
đúng chưa? 0,8 mà chia cho 2 ở bên trong này. Đúng rồi, thì đúng là 0,04. Vậy đây chắc chắn là C2H5. C2H5. Anh này 0,04. Vậy mình tìm được khối lượng luôn. 44 cộng với 29 bằng nhân 2 bằng nhân 0,44. Cộng 29 bằng nhân 2 bằng nhân 0,04 bằng 5,84 g. 5,84 g. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Một câu ET cực hay nhá. Câu ET cực hay. Thế là làm đây là mình lấy mức 9,5 điểm rồi. 75 là hỗn hợp X gồm CU này. Câu 75 là hỗn hợp X như đề bài cho chúng ta thì nó gồm là CU này, CuO này, FeO này. CU này, CuO này, Fe này, Fe2O3 này. Hòa tan hết m gam x trong dung dịch có chứa HCl 1,05 mol. Dư 25% xử lý luôn. Suy ra số mol HCl phản ứng sẽ bằng là 1,05 chia cho 1,25. 0,84. Số mol HCl phản ứng là bằng 0,84. Nhá, số mol HCl phản ứng bằng 0,84. Thu được hydro là 0,07 mol và dung dịch y là 250 gram, trong dung dịch y chắc chắn có nước và HCl dư. HCl dư là 1,05 trừ đi 0,84 bằng 0,21. Vậy bảo toàn hydro chúng ta tìm được số mol nước. Đúng không? Bảo toàn hydro chúng ta tìm số mol nước nhỉ. 0,84 trừ đi 0,07. 0,84. Thôi tổng đi ạ, 1,05 trừ đi 0,07 nhân 2 trừ đi 0,21 bằng chia 2 bằng 0,35. Số mol nước của chúng ta bằng 0,35. Vậy ngay lập tức từ đây chúng ta suy được số mol oxy trong oxit. Đúng không? Mình suy ra được luôn số mol oxy trong oxit thì chính bằng số mol nước thì bằng 0,35. Ngon lành cành đào luôn. Đấy, mình phải suy luận từng tí một như vậy ạ. Giờ mặt khác hòa tan hết m gam x. Có nghĩa là mặt khác ấy, mặt khác là hòa tan hết bọn này. Thế thì mình quy đổi thôi. Nhờ, mình quy đổi cái hỗn hợp này của mình về. Còn thế này. Còn là anh đồng này. Sắt này. Oxy trong oxit này. Mà hòa tan trong H2O4 đặc nóng. Đặc nóng. Thu được dung dịch chất sét chứa 3 chất tan. Dung dịch chất sét mà chứa 3 chất tan. Vậy thì chắc chắn nó phải có. Không biết là CuSO4 có dư không? CuSO4 này. À, 3 chất tan thì mình nghi ngờ là có Fe2SO4 3 lần. Và FeSO4. Được không ạ? Và 0,1 mol SO2. Sản phẩm duy nhất của H2O4. SO2 bằng 0,1. Cho Z tác dụng, đây là Z đây. Cho Z tác dụng với dung dịch BaO2 hai lần. Cho Z tác dụng với dung dịch BaO2 hai lần. Thì thu được kết tủa T. CuOH2 hai lần này. FeOH2 hai lần này. FeOH3 ba lần này. BaSO4 này. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn. Nung T. Nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được hỗn hợp chất rắn 136,85 gam. Hỗn hợp chất rắn chúng ta gồm gì? CuO, Fe2O3 và BaSO4. Được không ạ? Đây chúng ta giải theo các trường hợp nhé. Trường hợp số 1 là Z chúng ta gồm có CuSO4 này, Fe2O4 3 lần và FeSO4. Được chưa? Thế thì số mol oxy trong oxit thì chúng ta đã biết rồi. Mình vừa tìm được, đúng không ạ? Bằng 0,35. Thì ngay lập tức ở đây mình sẽ suy được số mol của H2O4 phản ứng.
Số mol 2 bốn phản ứng thì nó sẽ chính bằng là số mol của SO2 cộng với lại số mol oxy trong oxit. Đúng không ạ? Thực ra nó phải là bằng 2 lần số mol SO2. SO4 phản ứng mà. 2 lần số mol 2 lần SO2 cộng với số mol oxy trong oxit. Vậy mình sẽ có là bằng 2 nhân 0,1 cộng 0,35 bằng 0,55. 0,55. 0,55 vậy bây giờ mình bảo toàn gốc SO4 thì khi 0,55 này thì chui tọt xuống dưới này là 0,55. Đúng chưa? Được chưa? Vậy suy ra nhá, suy ra số mol của BaSO4 chất rắn. À đâu sorry ạ, bảo toàn thì 0,55 trừ đi 0,1 chứ. Bằng 0,45. Số mol của BaSO4 bằng 0,45. Ok không ạ? Thế thì với số mol của BaSO4 bằng 0,45 thì bây giờ mình đặt đi, mình đặt số mol COO là A, số mol Fe, H2O3 là B thì mình sẽ có mối quan hệ đầu tiên của A và B. Bảo toàn đã, đồng đây là A thì đây là A. Sắt đây là 2B thì đồng này là 2B. Đúng không ạ? Vậy ở đây thì mình sẽ có thế này ạ. Hệ phương trình 80A cộng 160B bằng 136,85 trừ đi 0,45 nhân 233. Thế nha. Được chưa? Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn E. Đồng 0 lên đồng dương 2. Sắt 0 lên sắt dương 3. Cũng không hẳn. Sắt 0 lên sắt bảo toàn điện tích đi. À, bảo toàn điện tích cũng cứ được. Bảo toàn điện tích cũng không được. Đúng không? Không được. Dung dịch Y này thì chứa bọn này. Đúng chưa? Dung dịch Y thì chứa bọn này. Gồm có đồng 2 cộng, sắt 2 cộng và sắt 3 cộng. Đây, Y chứa hỗn hợp này. Đồng 2 cộng, sắt 2 cộng, sắt 3 cộng và ion S42 trừ. Vậy thì mình sẽ biết được ion S42 trừ. Đúng không ạ? Biết được ion S42 trừ thôi, chứ làm được gì nữa cả. Chưa làm được gì nữa luôn. Đây mới đang là AB thì AB bị dính ở đây rồi. Từ từ giải nốt cái thằng này xem nào. 80A cộng 160B bằng 136,85 trừ đi 0,45 nhân 233 đã. 32. Vậy suy ra A cộng 2B thì bằng 32 chia 80. 0,4. A cộng 2B bằng 0,4. Một cái đã. Một phương trình bảo toàn điện tích. Một phương trình bảo toàn điện tích thì chắc chắn có rồi. À trong này còn có dung dịch Y của chúng ta. À đâu, không, dung dịch Y này thì là giải quyết xong rồi. HCl dư là 0,21, không ảnh hưởng gì cả. Bọn này xử xong oxy trong oxit. À, còn sinh ra hydro kia kìa là 0,7. Đặt là AB. Thế thì mình sẽ có là đây đây đây, bảo toàn nữa tìm được AB. Ui giời ơi, ngon rồi. Đây ạ. À, khi hòa tan hết bọn này, à nhưng mà trong này vẫn có sắt dương 3. Thằng kia lên sắt dương 2, sắt dương 3 vẫn không làm ăn được gì. Đồng sắt oxy trong oxit thì cuối cùng cái dung dịch này là cho vào HCl dư thì nó vẫn có cả sắt dương 3 này. Không không ăn thua. Chứ ăn thua được gì hết. Căng nhỉ. Thế giờ mình đặt đi ạ, đặt số mol của CO2 cộng và sắt 2 cộng của mình là U mol. Được chưa? Thì số mol của sắt này là V mol. Thì có phải mình có bảo toàn điện tích không? Bảo toàn điện tích ở mé trên này nhá. Thì mình có là 2U cộng 3V thì bằng 2 lần số mol của SO42 trừ trong này. Thì SO42 trừ trong này chui đây là 0,45 nhân 2. Được không ạ? Bảo toàn điện tích ạ. 2U cộng 3V ạ. Thì bằng là
0,45. 2 vuông đặc mà, 0,55 trừ đi 1 mà 0,45 nhân 2. Mà 0,9. Cộng BA ngoặc lần tạo thành T kết tủa. Tạo thành T kết tủa. U cộng với lại 2V. 2U cộng với 3V chứ, 2U cộng 3V. Đây. Không 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 chơi trên này được mà đây này. Đây ạ. Trong này có đồng 2 cộng. Trong này có sắt 2 cộng, trong này có sắt 3 cộng, đây quy đổi đây cơ. Thế này mới được. Gọi con này là U, thằng này là V. Thì bảo toàn điện tích ở đây thì mình mới có thế này ạ. 2U cộng 3V thì bằng HCl phản ứng 0,84. Đấy bảo toàn điện tích. Đấy vẫn phải ứng dụng vào cái phương trình trên. Và phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai là tổng cái thằng số mol kim loại đi. Nhưng mà số mol ở trên này đề bài chưa cho biết, hỗn hợp này chưa cho biết. Tổng số mol kim loại khó tính được lắm. Oxy trong oxit này là bằng 0,35. Hiđro là bằng 0,7. Làm sao mình tìm được tổng số mol kim loại? Tổng số mol kim loại trong này đi ạ. À đâu, tổng số mol kim loại trong này tìm được rồi. Đúng không? Đây ạ, A cộng 2B bằng 0,4 đây đấy. Ui giời. Thì có phải là U cộng V. Đúng không? Đây này, A cộng 2B bằng 0,4. Thì có đúng đây là tổng số mol kim loại không? A cộng 2B bằng 0,4 được không? Vậy suy ra tổng số mol kim loại trong này là U cộng V bằng 0,1. U rồi, bài hay dễ sợ luôn. Đúng không ạ? 1, 2. 2 bằng 3 bằng 0,84 bằng 1 bằng 1 bằng 0,4 bằng 0,36. U bằng 0,36. V bằng 0,04. Sắt 3 cộng. Nhá. Thế đây giờ đề bài hỏi cái gì? Phần nồng độ phần trăm FeCl3. Thế thì vậy thì suy ra được luôn nhỉ? FeCl3 bằng 0,04 này. Và mình tìm được nồng phần trăm luôn là 0,04 nhân 56 cộng 35 35,5 nhân 3 chia cho 250 nhân 100 2,6%. 2,6%. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 9,75 điểm. Trong tay. Câu này câu chất béo khá là hay. Mặc dù nó không phải, nó cũng không lạ dạng đâu. Axit oleic C17H33 COOH. Axit palmitic C15 H31 COH. Triglycerid. Triglycerid giờ mình đặt nó là CX H CU đi. HV O6. Được không? Tỷ lệ mol tương ứng là 1 chia 1 chia 2 thì đây là x x 2x. Cần vừa đủ oxy là 4,07. Thu được CO2 và nước. Mặt khác cho mg E tác dụng hết với lượng dung dịch áo mắt đun nóng thì thu được sản phẩm hữu cơ gồm glycerol C3H8O3 và 47,08 gam hỗn hợp hai muối. Vậy hai muối này thì chắc chắn là C17H33 CONA và C15 và C15H31 CONA. Được không ạ? Được không ạ? Dễ mà đúng không? Suy ra số mol của glycerol là bằng 2x. Suy ra được số mol. Thế thì thế này đi ạ. Mình đặt hơi 2x là hơi ngu. Hơi ngu đi ạ. Đặt thế này cho dễ này.
Tổng số mol hai thằng axit này là 2x này. Tổng số mol thằng glycerol là 2x. Được chưa? Thế thì trong này còn có nước nữa. Nước từ bọn này sinh ra là 2x. Ok nhá. Được không ạ? Vậy thì muối này của chúng ta thì gồm là C17H33CONa và C15H31CONa. Thế thì mình đặt số mol muối này là bằng A thì số mol muối này bằng B. Anh này là A, anh này là B. Mình có mối quan hệ đầu tiên là về khối lượng. Được chưa? Được không ạ? Mình có mối quan hệ đầu tiên là về khối lượng. Thứ hai ạ là bây giờ mình đi tách về số mol oxy để đốt đi. Nhá, thế gọi là oxy để đốt toàn bộ thằng E này thì có phải chính bằng là oxy để đốt muối và oxy để đốt C3H8O3 không? Đúng không? Dễ lắm. Thế thì vậy thì ngay lập tức mình suy ra nhá, mình có phương pháp đầu tiên là về bảo toàn khối lượng muối. Đây. Mình có đầu tiên nhá. Bảo toàn gốc muối thì bảo toàn natri, phương trình thứ nhất là bảo toàn natri. Mình có A cộng B thì bằng đây bảo toàn natri nhá. Các em nhìn này. Cái hội axit này thì ăn NaOH với tỷ lệ mol 1:1 nên đây là 2x. Cái anh này là anh chất béo ăn NaOH tỷ lệ mol 1:3 vậy đây là cộng với lại 2x nhân 3. Vậy đây là bằng 8x. 2 cộng 6 bằng 8x. Vậy A cộng B bằng 8x. Một phương trình. Phương trình thứ hai là về bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng muối. Bảo toàn khối lượng muối thì mình sẽ có khối lượng anh này. 12 nhân 17 cộng 33 cộng 67. 304A. Cộng khối lượng muối anh này. 12 nhân 15 cộng 31 cộng 67. 278B thì bằng tổng khối lượng mà 47,08. Được chưa? Phương trình cuối cùng dựa phương trình cháy. Nhá, đây vậy. Cháy thằng E này thì cần 4,07 mol oxy. Thế thì riêng cái thằng C3H8O3 này thì cần oxy là bao nhiêu? Viết phương trình nó luôn. Oxy thì tạo thành là CO2 cộng H2O. Thế này là 3. 8 chia 2 là 4. Oxy là 3 nhân 2 là 6. 6 cộng 4 là 10. 10 chia 3 là 7. 7 chia 2 là 3,5. Vậy này là 2x thì 2x nhân 3,5 thì bằng 7x. Vậy toàn bộ bọn muối này mà cần đốt cháy với oxy á thì nó cần là 4,07 trừ đi 7x. Được chưa? 4,07 trừ 7x. Ok nhá. Thế thì ngay lập tức mình sẽ đi giải, mình sẽ có giờ là 4,07 trừ 7x này. Bây giờ mình viết phương trình thôi, viết phương trình cháy nhỉ. Viết phương trình cháy bảo toàn oxy. Anh này tạo thành này. CO2 này. H2O này. Na2CO3 này. Natri trước ạ, A này. Cộng B này. Sau đó rồi đến hydro này. 33A cộng 31B chia 2, 33 chia 2. 33 chia 2. 16,5 cộng 31 là bằng 15,5B. Cuối cùng CO2 carbon thì bảo toàn carbon ạ. Carbon bên này là 17A cộng 15B. 17A đâu? 18A cộng 16B. 18A cộng 16B trừ đi 2. 18A mà trừ đi 2A thì còn là 16A. 16B mà trừ đi 2B thì còn 14B. Được chưa? Tới đây đi bảo toàn oxy. Mình có oxy trong này 2A. Oxy trong này 2B. Oxy trong này 4,07 trừ 7x nhân 2 thì bằng oxy trong CO2 là bằng 2. 2 nhân 16A là bằng 32A. Cộng 2 nhân 14B. 2 nhân 14 là 28B. Cộng với trong nước là 16,5A cộng 15,5B. Cộng với lại oxy trong Na2CO3 là 3 cộng 3B. Được chưa? Đến đây mình giải hệ ra được ABC. 1 bằng 1 bằng trừ 8 bằng 304 bằng 278 bằng
không, chết rồi. 1 bằng 1 bằng trừ 8 bằng 0 bằng 304 bằng 278 bằng 47,08 bằng. Ôi giờ AB này mới kinh này. Chết 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 chết. 304 này, 278 này, 0 bằng 47,08 bằng bên này 32A cộng 16,5A cộng 3A. 32 này cộng 16,5 này cộng 3 này trừ 2 này. Xong thằng A. Sang thằng B. 28 cộng 15,5 cộng 3 trừ 2 bằng. Xong thằng này nhá. Cuối cùng là thằng X. Dấu này vứt sang đây, 2 nhân 7 là trừ 14, bên này là 14 bằng. Bên này chỉ còn 4,07 nhân 2 bằng. Ui, lẻ quá. A bằng 0,45584. Lẻ quá nhỉ. Hơi lẻ. Thế B lẻ. Ui âm, chết rồi. Lỗi. Bảo toàn natri A cộng B bằng 2 2 2x cộng với 2x nhân 3 là 8x, đúng. Trừ 8. 304A cộng với lại 278B thì bằng 4,08 gam muối. Đúng. Bảo toàn oxy. Thì viết phương trình cháy thì cho nó dễ nhá. Ở đây thì viết phương trình cháy nhá. Thì viết phương trình cháy cho nó dễ. Được không ạ? Viết phương trình cháy cho nó dễ. C17 H33 CONa cộng oxy 17 lần CO2 cộng với lại 33 nhân 2, 33 chia 2, 16,5 H2O Na2CO3, chết rồi, Na2CO3 đây 0,5, 17 mà trừ đi 0,5, lỗi ạ, 18, 18 trừ đi 0,5 còn 17,5, 17,5 cộng 0,5 thì bằng 18,5, à 17,5 cộng 0,5 bằng 18. Nhiro đủ rồi, đếm oxy. 17,5 nhân 2 cộng 16,5 cộng 0,5 nhân 3 bằng chia 2 bằng 26,5. 26,5 nhá. Đây là C17H 33COO Na. À đâu, chưa chết rồi, chưa trừ. Chưa trừ 53 này. Chỗ này phải trừ đi 2. Chia 2. 12,25. Thôi, tính lại. Lỗi vậy. À, đầu tiên là bảo toàn natri nhá, đây là 0,5 nhá. Sau bảo toàn carbon, 17 cộng 1 là 18. 18 bỏ đi 0,5. Thì còn 17,5. Đây 17,5 đếm hydro 33 mà chia cho 2 thì bằng 16,5. Đếm oxy ạ. 17,5 nhân 2 cộng 16,5 cộng 0,5 nhân 3 bằng bao nhiêu? Trừ đi 2 chia cho 2. 25,5. 25,5 mol CO2. Được không ạ? Tiếp tục nhá. C15 H31 CONa cộng oxy thì tạo thành CO2 H2O Na2CO3 0,5. 15, 1, 16, 16 trừ đi 0,5 thì bằng 15,5. Chỗ này vẫn bằng 15,5. Vậy bảo toàn oxy mình có 15,5 nhân 2 cộng 15,5 cộng 0,5 nhân 3 bằng trừ 2 bằng chia 2 bằng 23. Được chưa? Thôi bây giờ bảo toàn oxy này cho dễ. Đốt cháy đằng này thì cần 25,5. Anh này là A. Anh này là B. Vậy mình sẽ có là 25,5A cộng với lại 23B cộng với anh này là cần 2x thì đây là cần 7x cộng 7x thì bằng số mol CO2 bằng 4,07. Ui, cái hệ này dễ hơn. 1, 3,
1 bằng 1 bằng trừ 8 bằng 0 bằng 304 bằng 278 bằng 47,08 bằng 25. Chết 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 chết. Đấy, bên này 0 bằng 47,08 bằng 25,5 bằng 2 mấy b? 23b. 23 bằng 7 bằng 4,07 bằng. Đấy. Úi giời, đẹp chưa? A bằng 0,1. 0,1. Anh này bằng 0,06. Ngon này cái nào nhá? Z bằng 0,02, x bằng 0,02. X bằng 0,02. X bằng 0,02. 2 x bằng 0,4 vào cái gì cơ? Phần trăm khối lượng của x trong e. À, phần trăm khối lượng của x trong e. Thế thì bây giờ mình tìm được anh này rồi, bằng 0,04, anh này bằng 0,04, và mình bảo toàn khối lượng trước đi. Mình tìm được tổng khối lượng của e đã. 0,04 nhân 18 cộng 47,08 cộng 0,04 nhân 92 trừ 8 nhân 0,02 nhân 40 bằng tổng khối lượng của x bằng 45,08. Tổng khối lượng của e đấy, 45,08. Giờ tìm khối lượng của x. X là khối lượng đằng này này. Đúng chưa? X là khối lượng đằng này. Thế thì số mol các axit trong này là mình biết rồi, anh này là 0,02, anh này là 0,02. Và bên trong thằng này thì còn 0,1 mà trừ đi 0,02 thì bằng 0,08, vậy nó sẽ có hai gốc C17H33. Đúng không? C17H33 COO tất cả hai lần. Anh này 0,06 mà trừ đi 0,02 bằng 0,04, chia cho 0,04 thì chỉ có một gốc C15H31 COO C3H5 số mol 0,04. Thế là tìm được khối lượng luôn. 12 nhân 17 cộng 33 cộng 44 bằng nhân 2 bằng cộng với 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng nhân với 0,04 bằng 34,32 chia cho 45,08 bằng nhân 100% 0,7613. 0,7613. 0,7613 mà nhân với lại 0,7613 mà nhân với lại 100% thì bằng 76,13. Ok. 10 điểm trong đề thi trung học thông quốc gia năm 2021. Ok ạ. À, thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta lấy chọn 10 điểm trong đề thi trung học thông quốc gia năm 2021 với một cái câu về cháy triglycerides cực kỳ hay. Nhá.